Cô chào các con. Hôm nay cô và các con cùng gặp lại nhau ở tiết học vần. Trước khi bắt đầu tiết học, cô cùng các con đọc lại bài cũ. Phiếu, bé, ngoan, học, toán, khỏe, khoắn, xoắn, thần. Khôn, ngoan, đối, đáp, người, ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Sau khi cô cùng các con đọc lại bài cũ, chúng ta sẽ tiếp tục học hai vần có âm đầu là âm o. Chúng ta bắt đầu học. Vần oan có âm o, âm a đứng trước, âm ngờ đứng sau. Các con nghe cô đọc. O a ngờ oan. Lần nữa, o a ngờ oan. Có vần oan, muốn có tiếng hoan, cô thêm âm hờ trước vần oan. Tiếng hoan có âm hờ đứng trước, vần oan đứng sau. Các con nghe cô đọc. Hờ oan hoan. Lần nữa, hờ oan hoan. Đây là hình ảnh vỡ hoang. Vỡ hoang có nghĩa là làm cho đất hoang trở thành đất trồng trọt. Cô có từ vỡ hoang. Vỡ hoang. Chúng ta cùng đọc lại. Oan hoang. Vỡ hoang. Lần nữa. Oan hoang. Vỡ hoang. Cô thay âm A bằng âm Á. Cô có vần oăn. Vần oăn có âm o, âm á đứng trước, âm ngờ đứng sau. Các con nghe cô đọc. O á ngờ oăn. Lần nữa. O á ngờ oăn. Có vần oăn, muốn có tiếng hoẳng, cô thêm âm hờ và dấu ngã. Tiếng hoẳng có âm hờ đứng trước, vần oăn đứng sau, dấu ngã đặt trên đầu âm á. Các con nghe cô đọc. Hờ oăn hoăn ngã hoẳng. Lần nữa. Hờ oăn hoăn ngã hoẳng. Tiếng hoẳng đây là con hoẳng. Cô có từ con hoẳng. Con hoẳng. Chúng ta cùng đọc lại bài. Oăn hoẳng, con hoẳng. Lần nữa. Oăn hoẳng, con hoẳng. Hôm nay chúng ta học bài gì nào? Bạn nào nhắc lại cho cô? À, chúng ta học vần oan và vần oăn. Chúng ta cùng đọc lại bài. Oan hoang, vỡ hoang. Oăn hoẳng, con hoẳng. Sau đây chúng ta sẽ so sánh sự giống và khác nhau giữa vần oan và vần oăn. Vần oan và vần oăn giống nhau đều có âm o, âm ngờ. Khác nhau, vần oan có âm a đứng giữa, vần oăn có âm á đứng giữa. Chúng ta đọc lại bài. Oan hoang, vỡ hoang. Oan hoảng, con hoảng. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các từ ứng dụng. Vần oan, cô có từ áo choàng. Tiếng choàng có vần oan. Chờ oan, choan, quyền, choàng. Áo choàng. Lần nữa. Chờ oan choan quyền choàng. Áo choàng. Vần oan, cô có từ oan. Oan. Tiếng oan có vần oan. Tiếng oan có vần oan. O a ngờ oan. O a ngờ oan. Oan oan. Lần nữa. O a ngờ oan.
O A G oan 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 là âm thanh phát ra to và vang xa một cách liên tiếp. Vần oan cô có từ liếng thoáng, liếng thoáng có vần oan thờ oan thoang sắc thoáng liếng thoáng. Lần nữa, thờ oan thoang sắc thoáng liếng thoáng. Liếng thoáng là nói không ngớt miệng, nói nhiều và nói quá nhanh thì gọi là liếng thoáng. Vần oan cô có từ dài ngoẵng, tiếng ngoẵng có vần oan. Các con nghe cô đọc ngờ oan ngoăng ngã ngoẵng dài ngoẵng. Lần nữa, ngờ oăn ngoăn ngã ngoẵng dài ngoẵng. Và đây là áo choàng, còn đây là đàn tạp, chiếc xe rất là dài thì gọi là dài ngoẵng. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết, các con chú ý lắng nghe nhé. Vần oan đặt bút dưới đường kẻ thứ ba viết con chữ O, rê bút viết con chữ A, rê bút viết con chữ ngờ. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai. Vần oan cô đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, cô viết con chữ O, cô rê bút viết con chữ A, rê bút viết con chữ ngờ. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu á trên đầu âm A, đặt bút dưới đường kẻ thứ ba viết tiếng vỡ. Kết thúc dưới đường kẻ thứ ba, lia bút viết dấu ngã trên đầu âm ơ, đặt bút ngay đường kẻ thứ hai viết con chữ hờ, rê bút viết vần oan. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai. Từ con hoẵng, đặt bút dưới đường kẻ thứ ba viết tiếng con. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, đặt bút ngay đường kẻ thứ hai viết con chữ hờ, rê bút viết vần oăn. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu ngã dưới âm á, sau đây cô và các con sẽ bước sang phần luyện đọc. Các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ cô giáo đang hướng dẫn các bạn đang tập viết. Cô có bài thơ sau.
Các con quan sát bài thơ và cho cô biết tiếng nào có vần chúng ta vừa mới học. À, tiếng thoảng có vần oan chúng ta vừa mới học. Thờ, oan, thoang, hỏi, thoảng. Sau đây cô và các bạn cùng nhau luyện đọc nhé. Cô dạy em tập viết. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Tiếp theo, các chúng ta sẽ bước sang phần luyện nói. Chủ đề luyện nói của chúng ta ngày hôm nay là áo choàng, áo len, áo sơ mi. Tiếng nào có vần oan? À, tiếng choàng có vần oan. Tiếng choàng có âm chờ đứng trước, vần oan đứng sau, dấu quyền đặt trên đầu âm A. Đây là chủ đề luyện nói của chúng ta ngày hôm nay, đó là áo choàng, áo len, áo sơ mi. Cũng như các tiết học trước, để giúp các con luyện nói tốt, cô có một số câu gợi ý như sau. Các con hãy dựa vào tranh và giới thiệu ba loại áo này, công dụng của từng chiếc áo. Sau đây cô sẽ dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý sẽ luyện nói của chủ đề luyện nói của chúng ta ngày hôm nay. Đây là áo choàng. Áo choàng được là chiếc áo được may qua gối. Áo này mặc rất là ấm. Bác sĩ, nhân viên y tế trong bệnh viện, cán bộ khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm đều mặc áo choàng. Còn đây là chiếc áo len. Áo len được đan bằng len thì gọi là áo len. Người ta thường mặc áo len khi có thời tiết trở lạnh. Còn đây là áo sơ mi. Các bạn nam thường mặc áo sơ mi trắng đến lớp. Qua phần luyện nói hôm nay, cô muốn các con dựa vào câu hỏi gợi ý của cô nói cho ba mẹ mình nghe về chiếc áo choàng, áo len, áo sơ mi. Tiếp theo, các con hãy lật sách đọc 5 lần bài này cho cô và viết vào vở. Các con nhớ phải viết thật cẩn thận và nắn nót cho thật đẹp nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các con.